Bài 78, Diệu Trình, Tâm Ý Môn, Chim Bao, Suy Và Vị Thị. Chim bao là hiện tượng tâm lý thường xảy ra đối với con người và một số chúng sanh. Có rất nhiều khía cạnh thú vị về chim bao được tìm thấy trong kinh điển. Đây cũng là đề tài quen thuộc trong cuộc sống bình thường. Nhưng con người cũng chỉ biết một cách mơ hồ về hiện tượng này. Cũng nên nhắc lại về vai trò của tiềm thức và vành gã đối với giấc ngủ. Theo thống pháp, thì khi ngủ sâu, chỉ có tiềm thức sanh khởi liên tục. Lúc chiêm bao, thường có sự sinh khởi của hoạt thức, một thứ hoạt thức diễn kịch, không tạo quả nghiệp. Thắng pháp chỉ nói về tác động một chiều của những nguyên nhân chiêm bao, nhưng không nói hoặc hay nói nhiều về tác động của chiêm bao đối với thân. Nhưng trong tâm lý học ngày nay nói về hiện tượng dreams, rapid eye moment sleep, như bản công bố của hai giáo sư tâm lý học Nathaniel Kahneman và Eugene Ereshkigal. Chiêm bao có thể liên hệ tới ngũ quan nhưng được xem là thuần ý môn. Âm thanh như tiếng gõ cửa hay sự tê nhức của thân có thể tác động diễn trình tâm chiêm bao, nhưng thắng pháp không nói về diễn trình tâm chiêm bao ngũ môn. Điều này có thể hiểu là những gì liên quan tới ngũ quan là cảnh thực, cảnh chân đế, trong lúc diễn trình tâm chiêm bao được xem ảo. Chiêm bao có thể là chiêu cảm quả của nghiệp, nhưng không tạo nghiệp. Một người chiêm bao có thể thấy mình làm chuyện sát sanh, trộm cắp. Nhưng theo Phật Pháp, thì tất cả tư niệm tạo tác đó không tạo quả nghiệp vì thuần ảo giác. Điều này tương tự như những diễn viên đóng kịch nhập vai, dù phản diện nhưng hung ác giết người cướp của, nhưng không có trách nhiệm gì trước pháp luật vì chỉ là diễn xuất. Tuy chim bao không tạo nghiệp vẫn có thể là quả của nghiệp. Chim bao có thể xem là vô thưởng vô phạt, nhưng bậc đoạn tận phiền não không có chim bao. Mặc dù chim bao khi hoạt thức sanh khởi hoàn toàn không tạo tác nghiệp, nhưng chưa bị đã đoạn tận phiền não, các bậc A Hán không bao giờ chim bao. Sớ giải cũng ghi rằng các bậc tam quả A La Hán nếu có thiền chứng thì cũng không có chim bao do năng lực của thiền. Điều này có thể hiểu là tuy chiêm bao không tạo nghiệp, nhưng biểu hiện phiền não vẫn là thứ tập khí vô minh và ái chưa hoàn toàn diệt tận. Chiêm bao có thể là ảo giác, nhưng cũng có thể là thực mộng. Người ta thường phân cảnh của tâm với hai trường hợp, thực và mộng. Nhưng theo Phật Pháp, thì chiêm bao có thể là kết cấu của hai tạm gọi là thực mộng. Bốn nguyên nhân của chiêm bao được ghi nhận là: một, do ảnh hưởng của thân thể Thatu khô pháp, như hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn có những xáo trộn tạo nên. Hai, do cảnh trạng lại Anuffu Tanimitta, như trường hợp lúc thức có ấn tượng sâu đậm về điều gì đó, khi ngủ trạng lại. Ba, do chư thiên ác mộng Devato Pasan Varana,
Đây là hiện tượng do nhân duyên, các hàng phi nhân có quy lực muốn báo điều gì đó tạo nên mộng triệu. 4. Do nghiệp chiêu cảm, Upanimitta. Đây là điềm mộng cảm, ức do tốt nghiệp đã tạo. Nhìn vào những nguyên nhân kể trên, thì chiêm bao không hẳn hoàn toàn là ảo, vì có những trường hợp rất thực. Tuy nhiên, tâm cảnh của chiêm bao vẫn là ảo. Chiêm bao không hẳn là mơ hồ, muội lược. Có khi thức dậy sau chiêm bao, nhớ rõ những gì trong giấc mộng. Có lúc nhớ mang máng, có lúc rất mờ nhạt. Những sai biệt này do diện tâm chiêm bao, có cả bốn trường hợp của diện trình ý môn lúc tỉnh táo. 1. Diện trình tâm chiêm bao cảnh rất rõ, có thể xảy ra với một trong ba trường hợp. Kết thúc với công đoạn dư hưởng vì ấn tượng quá mạnh. Kết thúc với tiềm thức trung hòa vì có sự sai biệt lớn giữa hoạt thức thọ ưu và tiềm thức thọ hỷ. Kết thúc với công đoạn xử lý. Chavana. Diễn trình tâm chiêm bao. 2. Diễn trình tâm chiêm bao cảnh rõ kết thúc bằng công đoạn xử lý và không bao giờ có công đoạn dư hưởng. Phân loại diễn trình tâm này có thể xảy ra trong hai trường hợp. Kết thúc đơn thuần là công đoạn xử lý hay truyền tiếp qua tiềm thức với tiềm thức trung hòa, hồ kiếp khách. 3. Diễn trình tâm chiêm bao cảnh không rõ kết thúc ở khai ý môn. 4. Diễn tâm chiêm bao cảnh mơ hồ, thực sự chỉ có tiềm thức dao động, chưa bao giờ có cảnh thức sanh khởi. Chiêm bao chỉ xảy ra ở một số cảnh giới tương đối hữu hạn. Thắng Pháp dạy rằng, hiện tượng chiêm bao chỉ xảy ra ở bốn cõi: cõi nhân loại, cõi bàn sanh, cõi ngạ quỷ, cõi Atula. Chúng sanh trong địa ngục luôn chịu đựng khổ thọ liên tục nên không có chiêm bao. Chư thiên các cõi trời do thể chất luôn luôn mù sâu nên không có chiêm bao. Chư vị phạm thiên với tiềm thức là tâm thiện nên hoàn toàn không có chiêm bao. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Phật Thầy Giả. Kính đảnh lễ thượng tọa Thiền sư, đảnh lễ chư Tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang một thứ loại diễn trình tâm, lưu ý một mà chúng ta gọi là diễn trình tâm chiêm bao. Khi nói về diễn trình tâm này thì có lẽ quý Phật tử cũng được nghe trong cái phần dẫn nhập của thượng tọa Tế Siêu. Đó là một đề tài tương đối rất là quen thuộc. Hầu như là từ khi chúng ta còn tấm bé thì chúng ta sẽ cảm nhận cái chuyện này. Tuy rằng quen thuộc nhưng mà đa số chúng ta lại rất là mơ hồ, đặc biệt mơ hồ về chiêm bao. Ở trong khoa học và nói cụ thể hơn là ngành tâm lý học hiện đại đó, tâm lý học Tây Phương thì cũng nói đến chiêm bao nhưng mà nói một cách rất là rất ít ỏi.
nó vẫn còn là một đề tài nghiên cứu. Và trong đề tài nghiên cứu này thì chúng ta phải đề cập đến cái hiện tượng là REMS, tức là Rapid Eye Movement, một cái hiện tượng mà người ta bắt đầu quan sát từ năm 1953, và cũng phải nói một cách cụ thể là qua công trình nghiên cứu của hai vị giáo sư Nathaniel Clement và Ossirinsky. Mình biết rất là nhiều. Khi mà người ta mời một số người tham gia cái sự quan sát lúc mà ngủ, ngủ thật sâu và lúc chiêm bao, thì có những người họ ngủ mà họ thức dậy họ cho biết là không có chiêm bao gì hết, và có những người thì họ lại cho biết rất là nhiều về những cái sự hoạt động của tâm thức trong lúc họ đang ngủ. Dĩ nhiên là các vị giáo sư này không có cái tha tâm thông, nhưng mà qua rất là nhiều cái sự phối hợp giữa những người gọi là để cho nghiên cứu, tức là đối tượng nghiên cứu, và những người quan sát, thì người ta thấy rằng đặc biệt khi mà chúng ta ngủ đó, thì do hiện tượng tâm lý nó tác động đến trong con mắt, mặc dù mình nhắm mắt lại, nhưng mà con người của chúng ta nó có những cái di động, nó gọi di động nhanh, rapid eye movement. Nhưng mà chúng tôi không bàn sâu vào điểm này, bởi vì thật ra hiện tượng mà gọi là REMS căn bản nó chỉ là những cái tác động của chiêm bao, của nằm mộng đối với thân thể của chúng ta, nhưng mà không nên hiểu nó là một cái nguyên nhân ngược lại nó tác động trên giấc mơ, mà nó chỉ là bị tác động, thân bị tác động bởi giấc mơ. Riêng trong Phật học thì có ghi nhận về chiêm bao, và thậm chí có gắn liền với cuộc đời của Đức Phật và một số câu chuyện ở trong Kinh Bổn Sanh, cũng như là các vị thánh đệ tử của Phật. Khi nãy trong phần giảng nhập, thì Tòa Thượng Sư có đề cập đến có những cái giấc mộng mà chúng ta gọi là mộng lành hay là các tường mộng xảy ra đối với Hoàng Maya khi mà thụ thai, giả là vua Tịnh Phạn, khi mà nhớ nghĩ đến người con trai thân yêu của mình đã rời bỏ ngai vàng để đi xuất gia. Hoặc giả là chúng ta cũng nghe câu chuyện của chính Đức Thế Tôn của chúng ta kể lại ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Pháp về năm cái điểm mộc mà Ngài đã từng có trước khi Ngài thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Thí dụ như Ngài nằm mộng thấy đầu gối lên núi Hy Mã Lạp Sơn, hoặc giả là Ngài đi kinh hành ở trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, có những cái vòi bọ xảy ra ở dưới đất, hoặc là nhiều cái chi tiết khác mà điều đó lại báo hiệu gọi là một cái sự cảm ứng để cho thấy rằng Ngài sẽ thành đạo, sẽ đem chánh pháp soi sáng thế gian, sẽ có nhiều người đến quy ngưỡng với Đức Phật, và cho dù là những cái thành tựu lớn về phương diện giác ngộ, về phương diện khởi sự một cái
nền đạo rất là rực rỡ, nối dài cho đến ngày hôm nay, thì Đức Thế Tôn vẫn không có dính mắc, không có vương vấn những cái danh lợi, vân vân. Thì những giấc mộng như vậy đó được ghi chép lại rất là rõ ở trong kinh điển của Phật giáo. Như vậy thì chúng ta không thể phủ nhận rằng ở một phương diện nào đó thì mộng mị không đơn thuần là ảo giác, mà mộng mị nhiều khi là một dự báo, là một cái điềm báo cho cái gì đó sắp xảy ra. Thì thưa quý vị, trước nhất thì chúng tôi cũng xin nói rằng khi mà soạn những điều này đó, thì chúng tôi có nghĩ đến là làm một số những cái biểu đồ và qua đó quý Phật tử có thể nhìn vào để biết rõ thêm chi tiết. Tuy nhiên sau khi làm xong biểu đồ đó thì chúng tôi nhìn lại, thì chúng tôi rất là ngại rằng những biểu đồ đó đó sẽ khiến cho quý Phật tử bị đánh lạc hướng, tức là chú trọng vào những chi tiết quá nhỏ mà quên đi một cái hình ảnh toàn diện liên quan đến chiêm bao, hay là nói rõ hơn là hiện tượng chiêm bao dục tâm thức. Rất là quan trọng để chúng ta đủ cái khả năng nhìn rộng và nhìn toàn diện về đề tài này. Trước nhất là không phải tình cờ mà những trình tâm chiêm bao nó chỉ nằm ở trong phần lộ ý mục mà không có lộ mục, không có diễn trình của mục. Giống như trường hợp chúng ta nói về diễn trình tâm cận tử, tức lúc sắp lâm chung, thì nó có cả hai, ngũ môn và ý môn. Ở trong trường hợp chiêm bao thì không có. Điều này nó có thể tạo nên những cái thắc mắc của nhiều người. Rõ ràng là chiêm bao đôi lúc nó liên quan đến một số cái giác quan. Thí dụ như là chúng tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ thì có khi ngủ rất là mê, thì có người đến gõ cửa, thì tiếng gõ cửa đó là đi vào giấc ngủ, hay là tiếng chuông đánh buổi sáng, sáng sớm nó đánh thì tiếng chuông, thì tiếng chuông là cũng lại đi vào giấc ngủ, nó thuộc về thính giác và nó tác động, thì tiếng chuông đó nó lại trở thành một cái giấc mộng, trở thành ảo giác, thấy rằng trong chiêm bao có người đến gõ cửa, hay là thấy tiếng chuông như vậy. Nhưng mà nửa chừng khi mà tiếng chuông đánh lớn lên, mình giật mình tỉnh giấc, thì hóa ra đó là tiếng chuông thật ở bên ngoài. Mình nghe đập vào trong tai mình có thật, nhưng mà nó lại biến thành một cái tác động, tạo nên một cái mộng mị, là mình thấy lúc đó mình ở trong một cái hoàn cảnh khác, ở trong một cái nơi khác, cũng nghe tiếng chuông như vậy. Hay hoặc giả là chúng ta có trường hợp bị ma đè. Người ta nói ma đè là ở trong cái cách nói thường thức. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mình nằm ngủ mà máu huyết do cái tư thế nằm của mình cách nào đó mà nó không có lưng lưu được điều hòa, đôi khi cái tê thứ nhất nó cũng lại đưa vào trong giấc mộng, nó tạo thành một ảo giác chim bao. Nói điều này thì có lẽ bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà hồi nhỏ thì cũng hơi xấu hổ, là
trẻ em thì có cái bệnh là đái dầm. Cái chữ này chúng tôi không biết là có vị nào có nghe chữ này chưa. Nhiều khi hồi còn nhỏ mình ngủ bê nằm trên bao thấy rằng mình cần có cái nhu cầu đi tiểu tiện, nhưng mà rồi cũng ra ngoài cũng đi tiểu tiện, nhưng mà mình thấy rằng mình đang ở trên giường và làm ướt giường ướt quần. Thì đó nó cũng là một cái hiện tượng mà của thân, của xúc giác. Thì dĩ nhiên chiêm bao mình không có cái thính giác rồi, hay chưa không có cái thị giác rồi, nhưng mà thính giác, khứu giác, xúc giác thì thường xảy ra lắm. Dạ, thường xảy ra lắm. Chúng tôi có nghe có người họ nói về trường hợp mà họ anh nằm chim bao, họ thấy đang đi cắm trại và họ nướng một bữa ăn cái gì rất là thơm, và khi mình đang giữ chừng thức mình vậy thì mới biết là tại mình ngủ kế bên nhà bếp, họ đang nướng cái gì rất là thơm và chạm vào trong cái mũi của mình, và khứu giác bắt điều đó nhưng nó chuyển thành chim bao. Trường hợp này có chứ không phải không có, nhưng mà tại sao ở đây chúng ta không thấy chim bao có lộ ngũ môn? Thì thưa quý vị, có giải thích trong bài học đó là căn bản mà nói đó thì những gì mà thuộc về mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân, cảm xúc đó, đó đều là cảnh thật, cảnh chân đế. Trong lúc đó thì chim bao nó được xem là thuần về ảo giác, và cái ảo giác thì không thật, thì đó được tính là lộ ý môn thuộc về cảnh pháp. Dĩ nhiên là nó có những cái can thiệp như là cảnh của ngũ môn hay cảnh của ý môn lúc mình tỉnh thức đó. Nó tạo nên những cái diễn trình tâm, mà những diễn trình tâm này tương đối là xảy ra thật, nhưng mà trong giây phút đó thì do cái ảnh hưởng, cái chi phối của cái ngủ giấc ngủ của mình, nên nó được diễn giải thuần là ảo giác, thành ra nó tự tính là ý môn. Khi mà chúng ta nói về ảo giác á, thì điều này có thể tạo ra một số những cái ngộ nhận. Và những cái ngộ nhận này khiến cho chúng tôi thấy rằng cần được giải thích ở trong bài học. Bởi vì nếu không á, thì chúng ta có thể hiểu rất là sai lệch về điều này. Khi mà mình nói về ảo giác á, là mình nói về một cái thế giới hoàn toàn là mơ hồ, hoàn toàn là không thực. Tuy vậy nó cũng có cái dây mơ rễ má, nó có cái sự liên hệ giữa mộng và thật, chứ không phải không có khi mà chúng ta đọc đoạn sau. Và do việc khi mà chúng ta học về những trình tâm chim bao á, thì chúng ta phải nhớ rằng đây là một đề tài mà chúng ta phải rất là cẩn trọng, và chúng ta hiểu rất nhiều. Đừng vội vàng nói rằng nó hoàn toàn là ảo, và ảo đó không có gì có thật. Tương tự như trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì người ta thích đời sống ảo, từ cái hình avatar ở trên Facebook, người ta có thể đưa ra một cái tên, mà cái tên đó là một cái ẩn, nó chỉ đó là
đó là cái tên giả, để giấu cái tên thật của chúng ta. Và rồi ở trên đó nó cũng có buồn vui thương ghét, nhưng cái buồn vui thương ghét của cái thế giới ảo đó không có nghĩa là nó hoàn toàn tách khỏi cái thực tại. Thì chiêm bao cũng vậy, chiêm bao nó hoàn toàn, nó không hẳn là tách rời khỏi thế giới thực tại. Chúng ta nghĩa là nửa hư nửa thực, nửa hư nửa thực. Thì về điểm này, theo ở trong Phật pháp đó, thì có một vài cái ghi nhận. Như ở trong Lục Tạng thì nói về số trường hợp là một người đi giới, ở trong chim bao họ thấy họ làm cái gì đó, và thậm chí nó có ảnh hưởng đến cái thân thể của họ do giấc chim bao, nhưng mà điều đó không thể nói họ phạm giới được. Chúng tôi nhớ rằng hồi nhỏ thì chúng tôi có cái chúng tôi tự tập thì siêu trước khi đi tu á, thì cũng có thời gian anh em hay cùng nhau bắt ao bắt cá. Và lúc chúng tôi vào chùa tu đó được vài tháng á, thì có lần sư trưởng á có nói với chúng tôi về thăm nhà. Và ý tưởng về thăm nhà đó nó chỉ xảy ra ngày đó, rồi sau đó chúng tôi khởi hành từ chùa Siêu Lý đi về quê để thăm gia đình. Thì lúc chúng tôi dựng trù đi đó, thì chúng tôi nhớ rằng có nằm chim bao. Tự nhiên chúng tôi thấy rằng cả chúng tôi về tòa từ siêu đi tắt ao, và cá rất là nhiều, và cá rất là nhiều, nhiều đến nỗi mà thấy cá rồi cứ nghĩ là lấy rổ xúc cũng lên đầy đầy cá rổ, cá nhỏ sơ sói vậy. Nhưng mà trong lúc đó thì chúng tôi bắt lên thì thích lắm, nhưng mà lại văng vẳng mang máng ở đâu đó, thì có ý nghĩa mơ hồ, ủa sao mà mình đi tu rồi mình còn bắt còn tắt mương bắt cá như vậy. Mà mình thấy rất là lạ, nhưng mà không rất sau đó không lâu thì thức dậy. Thức dậy thì thưa quý vị, thỉnh thoảng ở trong giấc mơ chúng ta có thể làm việc này và việc khác. Mình thấy rằng mình làm, mình nói, mình suy nghĩ, nhưng mà lúc bắt thì nó tương tự như cảm giác là chúng ta đang là một người khác đứng ngoài người thật của chúng ta mà đang nhìn con người thật chúng ta. Và lúc đó mình nhìn thấy rằng lúc đó mình thấy mình đang làm này, mình đang làm kia, đang làm mình không còn là hình nữa mà mình là cái bóng. Cái bóng nhìn lại cái hình, mình không có tự là một cái chủ thể chủ quan nữa, mà mình nhìn mình như là từ một góc rất là khách quan, tại vì đó là thế giới ảo, nó hoàn toàn là thế giới ảo. Thì thưa quý vị, theo Lục Tạng đó, thì những cái sở hành hành động mà trong cơn chiêm bao, dù có tác ý, dù có thấy rằng mình làm điều đó, mình suy nghĩ như vậy, nhưng mà nó không tạo ra nghiệp, nó không phạm giới. Và ở trong kinh tạng nó không có tạo nghiệp, và trong thắng pháp của nó là không có tạo nghiệp. Giấc mộng là giấc mộng, những cái sở hành, những cái chủ tâm tạo tác, những suy tư ở trong chim bao thì nó không tạo nghiệp. Nhưng mà rồi trên một phương diện nào đó, và xin để chúng con hãy chờ chút xíu.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Nam mô Phật. Bởi vì không có chư phụ tỳ siêu cũng như thượng tọa pháp tăng cũng không có mặt, chúng tôi tiếp lời cho thượng tọa Giá Rẳng. Chúng tôi cũng được mới vào, nhưng mà bởi vì không có ở trong cái máy này thì nó có cái bài chúng tôi chưa có coi kịp. Thì như hôm nay nói cái đề tài gì chim bao giờ rồi ngô phật giờ rồi cảm ơn dạ. Thì kính thưa quý vị, cái chim bao đó là một cái điều mà có thể nói tâm tư con người chúng ta luôn luôn gặp phải. Nếu như trường hợp mình phụ tỳ siêu có mặt ở quận từ tổ giác đẳng vào thì quý vị báo chúng tôi biết tiền, chúng tôi chia tiếp lời thôi. Thì tôi nói là một giấc chiêm bao thật sự là khủng khiếp, hay một giấc chiêm bao thật sự là vui vẻ hoan hỷ đón mừng tất cả, thì cái đó mọi thứ nó đều là không có một cái gì đó mà nó để lại cho chính chúng ta một cái quả ác quả thiện gì cả. Và đó chỉ là một chim bao. Mà nếu như chim bao thì là những cái dòng tư tưởng nó gợi lại, nó nhớ lại, là bắt gặp ở trong một cái giấc ngủ của chúng ta mà do hôn trầm. Chúng ta ngủ là lúc đó chúng ta là hôn trầm, chúng ta nhớ như vậy hôn trầm. Mà nếu hôn ngủ mà hôn trầm thì tất cả mọi thứ nó đều là một cái vấn đề khác hơn, khác hơn mọi điều mà chúng ta biết. Là thí dụ như bây giờ là bây giờ mình mơ, vậy thì người ta nói rằng mà trong kinh cũng nói là ví dụ như mình phóng sống mình phóng dật nhiều quá, hay hoặc là nói theo khoa học thì ví dụ như có những ấn, nó có những cái ấn tượng hay có những cái ngoại cảnh nó tác động chúng ta ở rồi nó để một góc hẹp nào đó và bắt đầu đến một lúc nó sẽ tạo lại. Hay giấc mơ nó đi qua do chúng ta bị một cái tứ chi của chúng ta nó không có điều hòa, hay do cái thời tiết chúng ta dễ rơi vào cái chim bao. Và cái chim bao thì nó không có tội, nó không có phước, mà chỉ là một cái giấc mơ. Ví dụ bởi vì người ta nói đừng có mơ quá, người ta nói rằng mình đừng có mơ quá, thì cái đó nó cũng có cái lý. Tại sao mình đi kêu bảo mình đừng có mơ quá? Bởi vì chính mình không có mơ á, là mình không có thật. Sống trong mơ tức là sống không có thật. Mà sống không thật như vậy á thì chúng ta đã xa rời cái hiện hữu của chính mình. Mình ước muốn, mình tầm cầu những chuyện mà nó quá tầm tay của mình, những chuyện mà chúng ta không có thể cầm nắm với tới được, thì đó xem như là chúng ta đã không có thể làm được. Mà như thế thì kính thưa quý vị, đứng trên tinh thần của Phật pháp á thì đó cũng chính là chúng ta hướng vọng về tương lai quá nhiều thì cũng không có hiệu quả. Thì cái giấc mơ nó là mơ, mà đời á, nó không như là mơ. Đúng như vậy, đã là giấc mơ thì nó là không thật. Mà nếu như không thật như vậy, chúng ta đã đang đi trên con đường mơ. Mơ với cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, mơ với những mà chúng ta rồi chúng ta không thể mang theo, chúng ta thể cầm nắm được, giữ gìn được suốt cái thời gian như ý của chúng ta được. Và kính thưa quý vị, một cái quy trình của một giấc chiêm bao thì nó có cái lộ, thì chưa tăng thì quý ngài sẽ giải thích cho quý vị, nhưng chúng tôi chỉ nói để giữ một cái thời gian như vậy. Thì ở trong đời chúng ta sống nó còn có giấc mơ, có thể nói chỉ nó những người phàm phu mới có cái mơ cái tưởng thôi. Có các bậc thánh thì các ngài không có bị cái mơ mộng như mình. Bởi vì tâm của mình còn phiền não, tâm của mình còn dao động, tâm của mình còn ước muốn, tâm của mình còn tầm cầu, cho nên nó mới có những giấc mơ. Nếu như giấc mộng đó mà là một điềm báo, thì một điềm báo đó thì tại sao mà mang tới với mình? Thì có những cái mộng cũng là mộng thật, chứ không phải là mộng tất cả
điềm mộng nào cũng là không đúng. Nhưng cái xác suất của nó rất là hạn chế. Rồi chúng ta thấy một cái chuyện gì nó tương tự, nó có chứ không phải là không. Chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải là giấc mơ là không có. Có những giấc mơ có đối với người phạm của chúng ta đó. Có những người ta mơ, người ta thấy sự tình nó sẽ xảy ra như thế và nó gạt diễn ra đúng như vậy, thì cái đó là cũng như là do cái phước, do cái duyên mà chúng ta, cái đó nó thuộc về cái vấn đề chúng ta gọi là, mượn cái từ gọi là tâm linh để mà chúng ta nói chuyện thôi, chứ sự thật ra chúng ta cũng không có cầm nắm căn bản như vậy. Dạ, bây giờ sư phụ cho sư phụ Tỳ Siêu vào rồi, nếu như thỉnh sư phụ Tỳ Siêu nói tiếp, dạ con xin gửi mic lại. Tôi kính để nhà thượng tọa vì trả nợ cái ngày thứ ba. Cái ngày thứ ba thượng tọa không có vào room. Nhờ trả nợ chút gì được hả? Chút gì? À, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với cái lộ tông chim bao ở trong thắng pháp đã nói cái gì. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe về các vấn đề liên quan đến lộ tâm chiêm bao. Trước hết là chúng ta nên hiểu rằng lộ tâm chiêm bao chỉ hoàn toàn thuộc về lục ý, mặc dù đoà đã quy thị lục ý môn. Dù rằng trong lúc chiêm bao mình thấy, mình gặp người này người kia, hay là mình nghe ai nói chuyện cái gì đó, nó tác động, thưa quý vị, chúng ta tưởng chừng như là có lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nhưng kỳ thật thì chim bao hoàn toàn là lộ ý, chứ không phải là lộ ngũ, dù cho chúng ta có thấy nghe người đến được. Nhưng mà trên thực tế nó chỉ là một ảo giác, chứ không phải là một thực. Cái điều thứ hai đó là chúng ta nói đến cái nguyên nhân nào dẫn đến hay là xảy ra cái lộ chim bao. Ở đây thưa quý vị, có bốn nguyên nhân chim bao. Một là do ảnh hưởng của thân thể, tha túc khô pháp, mà trong thắng pháp
có nói đến ở đây là do mật, do đàm, do máu. Nói chung tức là cái hệ tuần hoàn như hệ tiêu hóa được, nó có cái sự xáo trộn. Người mà đang ngủ bị đàm chặn họng thì nó cũng sanh ra chim bao, hay là do mật, cái túi mật. Thường thường cái túi mật là để nó góp phần cho tiêu hóa được bài, được cho cái dạ dày được tiêu hóa vật thực. Nhưng mà khi cái túi mật nó có vấn đề thì cũng cái người đó cũng sẽ ra chim bao. Cái này nó ảnh hưởng tâm lý lắm. Thí dụ như người ta nói một người can đảm, can tức là gan, đảm tức là mật. Người gan to mật đầy thì người đó là họ dạng lắm thưa quý vị. Còn khi mà cái gan nó bị ảnh hưởng cái gì, hoặc là mật nó bị lưng, thì lúc đó người đó nhát, nhút nhát. Thì như vậy đã cái mật nó cũng ảnh hưởng tâm lý. Thì như vậy là do ảnh hưởng của thân thể, xáo trộn của cái hệ tuần hoàn trong cơ thể mà cũng sanh ra chim bao. Thứ hai, và do cảnh trạng lại, anh lúc phù tá niệm tá như ban ngày mà chúng ta giận hờn hay là có cái gì chúng ta lo lắng sợ hãi thì ban đêm nó hay có chim bao xảy ra. Chính vì chỗ đó hồi nhỏ đó, ông bà xưa của mình, con nít còn nhỏ không cho nó chạy giỡn, nó la hét. Nó chạy giỡn la hét vậy là tối nó bị chim bao, nó cũng la hét. Nói chung tức là lúc mà chúng ta đang tỉnh thức á, chúng ta có ấn tượng sâu đậm về cái gì đó thì khi ngủ nó trạng lại. Ồ, có gì Nguyễn Nhật Quỳnh cảm ơn cái mình già cả lớn tuổi mình nói chuyện ăn dỗ thôi. Chứ tưởng đâu là cái chữ can đảm đó là mọi người đều biết hết rồi chứ chị. Rồi bây giờ đến cái điều thứ ba đó, tức là cho chư thiên họ báo mộng, gọi là Devato Pasang Harana. Chữ Devata đây đó, chữ Upasang Harana tức là đem lại, còn chữ Devata là chư thiên.
Nhưng mà chữ chư thiên là chúng ta phải hiểu trong đó là lời phi giới nói chung. Thí dụ như có những trường hợp mà ngạ quỷ quyến thuộc đến báo mộng cho vua Bimbisara biết để xin phước, thì vua Bimbisara mới hỏi Đức Phật và cách nào, thì ngài dạy cho cái cách là cũng dường đến tăng chúng để mà hội phước cho ngạ quỷ, vân vân. Hoặc là những trường hợp có những người họ chết oan ức, chết bị giết hại đêm thủ tiêu cái xác mất đi, giấu đi, tức giận sang ngã tu la, cái hạng phi dân đó mới về mới báo mộng cho người thân để người thân đi tìm, thì đến ngay cái chỗ đó mà gặp. Thì những trường hợp đại loại như vậy đó thì gọi là chư thiên báo mộng. Đây là một hiện tượng do nhân duyên, là các hàng phi nhân có quy lực, họ muốn báo cái điều gì đó tạo nên một cái điểm mộng cho chân lễ. Rồi thứ tư là do nghiệp chiêu cảm bước ra cái chữ bút ba điểm bát tá, tức là điều nghiệp. Hay là cái điểm báo trước, đúng là cái chữ bút ba điểm bát tá là điểm báo trước. Nhưng mà hễ cái điểm báo trước đó mà nó thuộc về quả đó, thì chúng ta mới nói là cái điểm nghiệp. Hay là cái điểm báo trước mình sẽ gặp cái phước tài lộc nó phát sanh vân vân, thì cũng gọi là điểm nghiệp. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp lành. Như chúng tôi có trình bày với quý vị, ở trong sách, trong kinh có ghi lại những cái sự kiện mà chính Samugotama khi Ngài chưa thành Phật, trước lúc Ngài thành Phật, Ngài cũng đã thấy năm điềm mộng. Chính Ngài kể lại, như Ngài thấy Ngài đi kinh hành ở trên con đường đầy phẫn, nhưng mà Ngài bước đi mà chân của Ngài không có bị dính, không có bị dính bẩn. Hoặc là Ngài thấy có những cái loại trùng dồi đủ màu, bốn màu, nó bò lúc nhúc từ dưới chân Ngài lên tới rúng của Ngài thì nó trở thành màu trắng cả. Hay là Ngài thấy Ngài nằm ở đầu của thiền gối, đầu ở trên cái núi Hy Bà Lạp Sơn, hai tay hai chân của Ngài thì gác qua ngang qua biển cả đến những cái lục địa khác. Thấy như vậy thì Ngài tự đoán điềm, thì Ngài biết đó là cái điềm báo Ngài sẽ thành Phật.
hoặc là như hoàng hậu Mahabaya, chim bao mà thấy có người khiêng cái lông sàn của lệnh bà đi đến một cái nơi rất lạ để nằm đó, lúc bây giờ có con bạch tượng, con vô trắng sáu ngà, nó đi nhiễu chung quanh rồi nó hút vào bụng bà, thì các cái vị bà la môn động mới báo với đức vua Suddhodana là lệnh bà đã mang thai một quý tử. Cái đó cũng là cái điềm báo. Cho nên cái điềm báo nếu mà nó thuộc về báo cho biết may hay rủi thì đó là một cái điềm nghiệp, cái nghiệp chưa cảm. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai đó, cái điềm báo này là do cái năng lực của tâm nghĩ tưởng. Thì cái này nó cũng là do cái phước của người mới có điểm báo trước để mà mình biết được trước xảy ra cái gì, nó sẽ xảy ra cái gì. Thì như vậy vấn đề thứ hai là chúng ta muốn nói đến cái nhân mà sinh ra chim bao. Cái vấn đề thứ ba mà chúng ta muốn nói ở đây đó là người cõi mà có chim bao, người cõi có chim bao ở đây đó thì không phải là chúng sanh trong 31 cõi đều chim bao hết, mà cũng không phải hạng người nào cũng chim bao hết. Chỉ có bốn cõi là có chim bao, là cõi nhân loại. Cõi ngạ quỷ, cõi Atula và cõi bằng xanh. Chư thiên thì vì cái phước lớn cho nên đó chư thiên họ không có ngủ, còn các vị phạm thiên, các loại quá sanh đó, như là các vị phạm thiên do thiền, do mãnh lực của thiền chính, cho nên các vị cũng không có, mới không có chim bao. Còn chúng sanh ở dưới địa ngục đó, bởi vì họ bị cái quả nghiệp nó đốt cháy, nó tạo nên cảm thọ khổ suốt ngày, suốt đêm, suốt năm này qua năm nọ, cho nên họ không có cái lúc nào họ yên ngủ được. Thế là họ không có chim bao. Còn nói về người đó, thì ở đây bậc A-la-hán không có chim bao, bởi vì bậc A-la-hán ngài đã diệt trừ thiết xử phóng dật, không có chim bao. Ngài có ngủ nhưng mà không có chim bao. Nhưng mà cũng nhắc lại thêm cho quý vị nhớ là
ngủ không phải là lúc nào ai cũng bị, ai ngủ bằng cái sự hôn trầm, không phải. Phạm phu chúng ta thì hôn trầm nó kéo đến trước khi chúng ta buồn ngủ rồi đó. Chúng ta nằm, chúng ta thiếp đi thì chúng ta mới đi vào giấc ngủ. Nhưng mà đối với vị A-la-hán là do cái chủ ý, khi mà ngài muốn nghỉ ngơi, ngài tác ý dừng lại, không có cái hoạt, không có cho hoạt thức nó sinh khởi, tức là không cho tâm tâm khách quan nó sinh khởi. Lúc đó là chìm vào kiếp thâu quan gác, và cho đến đúng thời gian một canh giờ, một canh hoặc là hai canh ở trong đêm, tùy theo cái sự tác ý của ngài. Thì lúc đó là tâm khách quan nó khởi dậy, tức là chúng ta gọi là thức đó, thức dậy. Thì đối với A-la-hán, ngài có ngủ nghỉ nhưng mà không phải do cái sự hung trầm mà làm cho buồn ngủ. Phàm phu chúng ta mới bị gì? Còn khi mà rơi vào hậu kiếp rồi á, thì ngài nghĩ thì các vị đó bình thường tâm không giật, lúc đầu cũng có chánh niệm, trước khi ngủ cũng có chánh niệm, nên không có chiêm bao được. Bởi thế cho nên Đức Phật ngài mới dạy trong lực của vị tỳ kheo, trước khi ngủ là phải có chánh niệm. Chánh niệm đó không có làm chiêm bao thấy ác mộng, hay là không có bị mộng tinh trong tâm. Thì cái giấc ngủ vậy, ngủ cũng được an lạc mà thức cũng được an lạc. Đó là chúng ta nói về người cõi có chim bao và không chim bao. Bây giờ chúng ta nói đến cái loại tâm mà làm việc chim bao. Trong một cái lỗ tâm chiêm bao, tức là lỗ ý môn chiêm bao đó, thì nó chỉ có 21 chúng ta có 31 tâm lộ. Cái tâm khai ý môn, cái tâm ý giới, cái tâm ý thức giới vô nhân, hay là tố vô nhân. Ý thức giới là tâm khai ý môn sẽ khởi trước, rồi kế đó là một trong 20 động lực dục giới, tức là động lực tham hoặc sân hoặc si là 12, hoặc là động lực thiện là 20. Nếu như cái lỗ tâm chiêm bao này mà nó có chót na cảnh, tức là chót dư tâm dư hưởng đó, thì nó có thêm một trong 11 tâm na cảnh là 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát. Thì như vậy có tất cả là, chúng ta tính tổng quát là 32 tâm. Nhưng mà
Ở đây chúng ta nên biết rằng cái tâm lộ chim bao đó, thứ tâm lộ chim bao thì chỉ là tâm dục giới không, và trừ ra cái động lực tố của vị A-la-hán là tám tâm đại tố và tâm ưng cúng sinh tiếng, tâm của vị A-la-hán là không có làm công việc chim bao. Bình nhật thông thường thì có, nhưng mà không có chim bao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái vấn đề nữa là nếu cái giai đoạn động lực lộ chim bao đó mà có tâm bất thiện, tâm thiện dục giới, như vậy thì cái tâm bất thiện và cái tâm thiện dục giới đó nó có tạo nghiệp không? Thì thưa quý vị, theo trong Tăng Pháp đó, thì ở đây mặc dù có tâm thiện, tâm bất thiện trong cái động lực đó, nhưng mà hoàn toàn nó không có tạo nghiệp, nó không có tạo nghiệp. Và chính vì chỗ đó, khi mà Đức Thế Tôn Ngài chế định giới luật cho các vị tỳ kheo, thì trong đó có những điều giới, ví dụ số các vị sách thí anh nhà trác sư bên anh ta, là ngoại trừ chim bao là không có làm phạm tội. Khi chim bao thấy mình giết người, vị tỳ kheo nằm chim bao thấy mình giết người cũng không phải là phạm tội bất cộng trụ, là tại vì cái đó chim bao. Vâng vâng. Đây là vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Còn khi mà chúng ta nói đến một cái trường hợp khác nữa là chúng ta nói về cái hình thức của cái lộ y môn chim bao. Đúng ra nói, nếu mà nói hình thức về lộ tâm này mà chúng ta học cho kỹ thì chúng ta học tới 12 lộ lận, 12 lộ, 12 hình thức lộ tâm chim bao. Nhưng mà ở đây chúng ta tóm lại, chúng ta chỉ nói có 5 thôi. Tức là cái hình thức lộ ý môn chim bao cảnh rất rõ, chót, na cảnh. Trường hợp thứ hai là lộ chim bao cảnh rất rõ và rõ chót động lực, chỉ tới kết thúc bằng cái tâm động lực là xong rồi, nó không có đi đến cái tâm hướng dư hưởng, cái tâm na cảnh. Trường hợp thứ ba là lộ tâm chim bao cảnh rất rõ và rõ chót hậu kiếp khách. Hậu kiếp khách hôm trước mà chúng ta đã học đó là một cái lộ trình tâm mà được kết thúc bằng cái động lực sân, thọ ưu, đô ma na sa, và cái tâm tái tục của người này là cái tâm tái tục thọ hỷ. Giữa ưu và hỷ nó có cái sự xung khắc với nhau, do đó cho nên phải có một cái hộ kiếm khách thọ xã xem vào để dung hòa
giữa hai cái trạng thái tâm lý khác này, từ ưu bước qua xả, rồi xả bước qua hỷ thì được, cho còn đang buồn mà đổi thành vui thì không được. Cho nên đó gọi là lộ tâm chim bao chót hồi kiếp khách. Thứ tư là lộ tâm chim bao cảnh không rõ. Nó chỉ là kết thúc tới tầm khai môn thôi. Và thứ năm là lộ tâm chim bao cảnh rất không rõ. Nó không có khởi lên quả thức hay là tâm thức năng, mà chỉ là cái hữu phần rúng động, rúng động. Cái hình thức lộ tâm chiêm bao này có cũng như không có, chỉ có tha tâm thông của Đức Phật, của chư vị A-la-hán, ngài Anuruddha thì ngài mới nhìn thấy, ngài mới biết có loại lộ tâm chiêm bao đó. Trước khi mà chúng ta, cả khi mà chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy rõ ràng cái câu chuyện này, câu chuyện kia, nhưng mà sáng thức dậy cái chúng ta rửa mặt xong rồi, chúng ta muốn để lại cho người khác nghe, chúng ta cũng quên mất, biết tối rõ ràng có chiêm bao đang tức cái gì đó, đang bực bội cái gì đó, mà bây giờ mình quên mất thì cho nên không kể được. Cái đó là do tình trạng tâm bị thất niệm, tôi quên, tôi nhớ. Thì như vậy thì chúng ta có những cái trường hợp để mà chúng ta nói về cái lộ tâm chiêm bao, mặc dù nó không phải là quan trọng lắm thưa quý vị, nó không phải là quan trọng lắm. Vì khi mà chúng ta học diễn trình tâm đó, trong thắng pháp đó, trong cái lộ ý môn chúng ta, thì nó quan trọng ở chỗ là cái lộ tâm ý môn đặc biệt kìa, hay là ý môn bình nhật á, và đời thường á, thông thường thí dụ hàng ngày chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm hơi thở, và chúng ta niệm Phật, hay là chúng ta quán thân bất tịnh rồi đó, thì cái lộ tối ý môn đó chúng ta nên biết nó xảy ra như thế nào để chúng ta thực hiện. Còn những cái lộ tâm mà như đắc thiền, hiện thông, đắc đạo quả, rồi nhập thiền quả, nhập thiền viên, thì những cái lộ tâm đặc biệt đó chúng ta học để biết, để sau này khi mà chúng ta có cái duyên mà chúng ta chứng đắc đó, thì nó diễn ra lộ tâm mà chúng ta không có khó khăn. Thực ra nói đến đây thì chúng tôi mới nhớ nhắc cho các vị là chúng ta học diễn trình tâm á, từng sát na tâm nó thứ lớp sanh khởi như thế nào thì chúng ta nhận biết như vậy. Chứ còn nếu mà gọi là để biết từng sát na đó thì thưa quý vị, chúng ta không có đủ khả năng, chúng ta không có đủ khả năng. Có những người họ ngồi họ nói là chánh niệm theo từng sát na, cái đó là họ bị ngộ nhận. Nếu còn muốn nói là họ nói dốc, có tha tâm thông đâu mà biết tâm nó diễn ra như thế nào. Chỉ có tha tâm thông như tôn giả Anuruddha, lúc Đức Thế Tôn ngài nằm yên, ngài nhập thiền, lúc đó tôn giả Ananda vì là bậc hữu học cho nên ngài không biết, ngài mới hỏi tôn giả Anuruddha, Đức Thế Tôn viên tịch chưa,
Thì lúc đó ngài Nuruddha ngài với Tha Tâm Thân ngài biết rõ tâm của Đức Thế Tôn, ngài nói rằng chưa, Đức Thế Tôn còn đang nhập thiền. Ngài cứ nhập thiền rồi xả thiền, nhập thiền sơ thiền, xả sơ thiền, lên tới nhị thiền vân vân, rồi ngài cứ nhập xuôi nhập ngược như vậy đó, cho đến khi mà Đức Thế Tôn ngài xuất khỏi ngũ thiền đợt hai đó, thì giao thoa giữa thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì Đức Thế Tôn ngài mới hoàn toàn chấm dứt tâm không, nghĩa là tự tâm sinh khởi đó. Lúc đó mới là viên tịch. Thì ngài nuôi tháng ngày theo dõi, ngài biết từng sắc na, nhưng cho nên ngài mới báo cho tâm biết được Đức Thế Tôn đã viên tịch rồi. Còn như chúng ta bây giờ, chúng ta chỉ học để chúng ta biết cái hướng của cái lộ trình tâm nó diễn ra như vậy thôi, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta theo sát được. Thì trở lại vấn đề là hôm nay trong cái lỗ y môn chim bao, thì chúng ta nên chú ý một cái vài vấn đề. Nguyên nhân nào xảy ra chim bao? Người nào cõi nào có tâm chim bao? Và tâm làm việc chim bao là những tâm nào? Hình thức lộ tâm chim bao nó xảy ra có bao nhiêu hình thức? Rồi trong lúc chim bao, những cái tâm động lực thiện hay bất thiện nó có tạo nghiệp hay không? Chúng ta nhớ biết bao nhiêu đó được gọi là chúng ta hiểu tương đối rõ về cái lộ trình tâm chim bao. Không biết là giờ này Thượng Tọa Giác Đẳng có mặt ở trước máy chưa? Thượng Tọa giải quyết công chuyện xong chưa? Dạ, Thượng Tọa xin tỉnh, Thượng Tọa tiếp tục với điều họp. Quý Phật tử có nghe rõ không? Kính trưng siêu và Thượng Tọa Tư Quyền. Xin được hỏi Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa Tư Siêu một câu rồi sau đó thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Thưa quý vị là, xin lỗi quý vị là có một Phật tử cao niên, lớn tuổi, mà vị này có thói quen là khi nói chuyện là không bao giờ chấm dứt được hết. Mà thực sự vị đã gọi cũng có một vài công việc liên quan đến tang lễ, mà nói là đang bận thao tác, nhưng mà vị chỉ xin nói vài câu thôi. Mà chúng tôi biết là vì nói vài câu nói mất nhiều thời giờ, nhưng mà rồi bởi vì Phật tử nó cũng lớn tuổi chứ, thật ra chúng ta hoan nghỉ. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, khi mà chúng ta học về pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký đó, thì chúng ta thấy rằng pháp vô ký là pháp nó không thể cho quả được. Tại sao trong trường hợp có tâm thiện và tâm thiện dục giới và tâm bất thiện đó, nó không phải là tâm thuộc về môn ký, nhưng mà khi nó sanh trong chim bao thì nó hoàn toàn không có tạo quả được. Chúng ta lý giải về điều này ra sao trong theo trong tăng pháp? Xin kính thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ giảng trên điều này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một cũng là thiện hay cũng là bất thiện, nhưng mà thật á,
cảnh thực đó, thì nó tạo nghiệp, mà cảnh mộng thì nó không có tạo nghiệp. Khi mà chúng ta ngoài đời thực mình khởi lên cái tâm hoan hỷ bố thí cho ai cái vật gì đó, hay là giúp đỡ biếu tặng cho ai cái gì đó, cúng dường đến vị tỳ kheo nào đó, thì như vậy bị nó được cái quả báo là bởi vì do cái Kaya Samadana hay là cái thân hành. Cái thân hành vị đó làm bằng cái tâm thiện, và cái hành động đó, đó đó là đem đến lợi hành, nó làm lợi hành cho người khác, như là mình người ăn xin họ đang nghèo đói, họ đang đói, mình bố thí cho họ một ổ mì và một chén cơm, như vậy thì họ sẽ được no, thì khi mà làm việc đó thì tư nó tạo ra cái thân hành, tạo ra cái thân hành. Và cái thân hành đó nó đem đến cái lợi hành cho người khác. Thì nó mới có điều kiện để mà nó tạo sanh ra quả diệt thục. Cũng như Đức Phật đã nói rằng là khi mà tạo ra cho người khác một cái cảm thọ như thế nào thì sau này sẽ tái sanh vào cái cõi có cái cảm xúc, có cái cảm thọ tương ứng cho cái mình đã gieo tạo cho người ta. Còn như trong giấc chim bao, mình thấy mình bố thí, nhưng mà thực ra thì mình chỉ thực tế là chỉ nằm dài trên giường thôi, và cái tài sản mình không có xuất ra bao giờ. Với hơn nữa, thấy bố thí cho người ăn xin, nhưng mà trên thực tế không có người ăn xin nào ở ngoài đời thực mà họ được cái lợi hành đó, họ hưởng được cái lợi hành đó. Cho nên một cái hành động bằng cái tâm thiện, nhưng mà nó không được thực thi bởi thân hành khẩu hành, thì làm sao mà nó tạo nghiệp được, làm sao nó có quả gì thuộc được. Khi mà chúng ta, khi một người mà họ đứng trước một cái vùng đất, mà họ chim bao họ nằm ở dưới một cái bóng mát nào đó, rồi họ chim bao họ thấy là họ đang canh tác trồng những cái loại cây ăn trái, rồi tưới bón phân cái vườn cây đó, nó xum xuê cành lá rồi nó ra trái nhiều, trái ngọt,
Nhưng mà khi anh ta thức giấc thì đâu phải là do anh ta thấy như vậy, trong cái điềm mộng như vậy rồi bây giờ nó hiện thực đâu. Nếu như anh ta muốn hiện thực thì tự anh ta phải đổ mồ hôi để xới đất lên, đặt cây giống xuống, rồi bón phân, tưới nước, chăm sóc mỗi ngày thì như vậy nó mới có cây có đổ quả được. Cũng như khi mà một người làm ác, làm bất thiện đó, khi họ đang khởi lên cái tâm sân thì đó là tâm sân thiệt. Nhưng mà họ thấy họ cầm dao họ đi giết người thì rõ ràng là tâm sân chỉ tâm sân thiệt thôi. Nhưng mà cái hành động mà giết người đó nó đâu phải xảy ra bằng cái thân hành ác. Và cái hành động đó anh ta thấy rằng anh ta giết người, người kia bị đâm một nhát rồi nằm bất tỉnh ở dưới đất, nằm chết dưới đất. Nhưng mà trên thực tế thì đâu có chúng sanh nào bị chết dưới cái lưỡi dao của anh ta đâm tới đâu. Cho nên nó cũng tương tự như vậy. Tương tự như là cái hành động thiện trong giấc chiêm bao nó không có quả. Bởi lý do nào thì cái hành động ác trong giấc chiêm bao cũng không có quả bởi lý do đó. Nó không có được hiện thực bằng thân, bằng khẩu, hành. Và nó cũng không có đem lại cái lợi hành cho chúng sanh khác, hay là đem lại cái sự tổn hại cho chúng sanh khác. Như vậy thì cũng không có tạo nghiệp. Bởi vì hễ như đem lại cho chúng sanh khác một cảm thọ an lạc thì sau này sẽ có quả vị thục tương ứng với cảm thọ an lạc. Đem cho người khác một cái cảm giác khổ ưu, một cái cảm thọ ưu thì sau này bị quả nghiệp cũng tương tự vậy. Cái đó là có nghiệp có quả. Còn cái trường hợp này trong giấc chim bao thì nó không có đem lại cảm thọ cho chúng sanh khác. Một cái gì hết. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy nha. Sao không kính trình Thượng Tọa Tự Siêu? Bây giờ thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu đi nghỉ. Thượng Tọa Tự Nguyện hay Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Nguyện đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho cô thử tiếp theo. Dạ, Thượng Tọa Tự Nguyện. Chúng ta đọc ở trong kinh có đoạn là nếu một người tu tập đó, mà lúc đi ngủ mà có chánh niệm hoặc là niệm tâm tư thì có được một trong những cái lợi lạc đó là chim bao không thấy ác mộng. Dạ, chim bao thấy ác mộng thì xin Thượng Tọa Quán Hỷ giải thích như vậy đó là phải chăng là chim bao đó, nó cũng bị chi phối một phần nào là do những cái ý tưởng trước khi đi ngủ và những cái vui buồn trong chiêm bao thì thật sự nó cũng có tạo nên cái niềm hạnh phúc và đau khổ. Ví dụ như nếu không hạnh phúc đau khổ thì mình đâu gọi là ác mộng hay là mộng đẹp, phải không? Xin ý kiến chúng ta mong nghĩ về chia sẻ một vài ý kiến về điểm này. Nam mô Bổn Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khai, dạ đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, từ tòa minh hạnh, từ tòa pháp tân, đệ đức từ tri, đệ đức từ đức siêu nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật như vậy. Chúng ta nói thường thường chúng ta nói ác mộng hay là mộng lành. Chúng ta thường chúc với nhau có một giấc mộng lành tốt. Rồi thì ở đây trong kinh Phật này cũng dạy, nếu mà một người đệ tử trước khi đi ngủ mà biết niệm tưởng Tam Bảo, biết niệm đến ân đức Tam Bảo hay là quán niệm về từ tâm, thì người đó quả thật rất là tốt đẹp, rất là tuyệt vời. Bởi vì
khi mà ngủ á, thì sẽ không bị ác mộng, mà chỉ là những cái mộng lành. Thì ở đây quả thật như vậy, trong cái đời sống bình nhật hàng ngày đó, mà chúng ta đối diện với cái chuyện vui chuyện buồn, chúng ta cái tâm chúng ta phóng dật, chúng ta ước cầu mong muốn, và chúng ta nó đủ thứ đủ chuyện như thế này như thế kia hết, thì đa phần đó là chính là lộ chiếm bao này, là lộ ý, mà ý môn mà xuyên đi qua ý môn. Cho nên tất cả những ý môn thì chúng ta biết là nó có một cái liên tục, và nó có một cái chúng ta tạm như là một bây giờ mình vui quá ở một ngày cái chuyện gì đó, hay mình bực bội cái chuyện gì đó, thì cái đó nó để lại một cái chúng ta như là một cái dư cảm cho mình vậy đó, rồi nó ở một chút xíu đó, mà cái tâm nó kháng khích lại cho nó, đến khi rồi tối chúng ta mơ, chúng ta thấy được, chúng ta biết được những cái điều mà nó xảy ra đối với cho chúng ta. Mà thường nếu chúng ta gặp, nếu như trường hợp đó, mũi vì biết là từ cái chỗ mà tâm mình lo sợ lo lắng đó, nó rơi vào cái tâm hoảng sợ, thì nó tạo thành một giấc chiêm bao rất là khủng khiếp, mà chúng ta gọi là ác mộng. Thì cái ác mộng này á, là những cái chuyện điềm xấu, nó do cũng chính do cái tâm bất thiện của mình, tâm phóng dật của mình, cái tâm phóng dật của mình mà nó tới. Chứ nếu như là chúng ta có cái tâm bình thản, cái tâm nhẹ nhàng, thì hoàn toàn không có bị một cái gì mà nó làm bất lợi cho ta. Mà thường thì nếu như một người mà niệm từ tâm á, sẽ không kinh giải đó, niệm từ tâm á, thì cái tâm nó mát mẻ, cái tâm nó mát mẻ thì không thể nào mà người Atula ngay cả nó không thể ám hại mình được. Và nhờ cái tâm mát mẻ đó, nhờ cái Maha Karunika đó, hay là Metta Karuna Mudita Vekha đó, nó cứ từ tâm nghĩ tâm bi tâm xả tâm á, thì nó là chan hòa hết tất cả. Thì nếu như chúng ta có rơi vào cái mộng, thì cái đó chỉ là mộng, tức là một điềm bảo lành cho chúng ta, chứ không phải là, hoặc là ngay cái mộng mà nó rất là nhẹ nhàng, nó thoáng qua, làm cho chúng ta hạnh phúc, là chúng ta vui. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ, nếu như chúng ta có làm một cái việc đại phước, hay là chúng ta gặp một hình ảnh vô tình, thì chúng ta làm lễ đặt bát, hay chúng ta cúng dường, hay chúng ta trai tăng chúng dường, hay chúng ta làm một cái phước thiện gì đó lớn lao, như là dân y cúng dường, hay là chúng ta cúng dường đến đại chúng tăng đi, vân vân, thì những cái đặc biệt đó mà chúng ta biết nó sẽ trợ tạo cho chúng ta có thể chiêm bao, mà chúng ta gặp được, mà tâm của chúng ta hoan nghĩ tới chừng đó. Còn nếu như mà chúng ta cái tâm chúng ta cứ lo lắng, cứ bồn chồn, cứ khó chịu, thì cái đời sống của mình đã bất ổn, thì giấc ngủ cũng không có được yên lành. Nếu chúng ta không có chiêm bao thì chúng ta cũng thổn thức, giấc ngủ nó cứ chợt tắt chợt hiện, tức là chúng ta ngủ chút xíu rồi chúng ta ngủ không có được ngon, chúng ta không ngủ được ngon giấc, và khi chúng ta tỉnh giấc thì chúng ta nhớ tới liền, bởi vì nó cảnh nó quá lớn, nó đi vào một cái tâm thức của mình, cảnh trưởng, cái cảnh lớn quá đi, cho nên vì vậy rồi chúng ta cứ nhớ tới nữa, rồi chúng ta ngủ, mà ngủ trong một cái sự khó chịu. Khi chúng ta nhớ là chúng ta bị mất mát, hay chúng ta bị cái một cái nỗi ám ảnh lớn á, thì chắc chắn rằng chúng ta ngủ không có được ngon. Hay chúng ta làm cái việc gì nó mệt, quá mệt đi, mình áp lực cái tinh thần của chúng ta đó, thì đúng là cái đời sống tinh thần bình nhật của mình đã không bất ổn rồi. Thì chắc chắn rằng nó sẽ đưa dẫn tới cái chiêm bao, một cái mộng mị của mình mà mình không thể nào mà dừng lại được, mình ngăn lại được. Cho nên vì vậy á, là khẩu duy chiếu mộng ác mộng lành có ảnh hưởng tới cái đời sống tinh thần chúng ta chăng? Quá ảnh hưởng, bởi vì có những lúc á, chúng ta gặp thấy một cách khủng khiếp, nhưng cuối cùng nếu chúng ta có cái đời sống tỉnh thức á, thì chúng ta không khỏi lo sợ, bởi vì nếu như mà chúng ta đã quên thì chúng ta nhớ đêm mà cái đời sống thực tế ngay hiện tại này, bây giờ mình lỡ mình thí dụ như mình thấy những cái mộng bị xấu xa,
mà nó làm cho tâm của mình nó khiếp đảm á, thì chúng ta bình tâm lại. Thì chính chúng ta đó là khi mà chúng ta đã bị thì chúng ta nên bình tâm, chứ đừng nói chi trước. Khi chúng ta bình tâm thì không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Cái tâm chúng ta có cái niệm tĩnh, có cái niệm, có cái định, hay chúng ta có một cái sự, chúng ta gọi là có sự tự do, có một sự thoải mái, chúng ta không bị dính mắc, chúng ta không có bị nợ nần, chúng ta không có bị ân oán nhiều. Nói chung không bị ân oán nhiều á, ngủ nó được yên. Bởi ở đời á, người ta nói đó, có chừng ác quá ngủ nằm mơ. Thì cái điều đó là nó có cái lý đó quý vị, chứ phải không có cái lý đâu. Tức mình nhiều kẻ thù quá đó thì mình ngủ không có yên, mình sợ, mình lo sợ kẻ thù sẽ trả thù mình. Cái người thù quán mình nó sẽ trả thù mình. Bởi vậy cho nên sống sống không hận, không tham, không hận, mà tâm chúng ta có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, thì cái điều đó là chắc chắn chúng ta sẽ được được mộng lành, được cái sự yên vui. Và cái đời sống nếu mà mộng lành và mộng dữ thì nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, chứ không phải là không. Còn nếu như mà chúng ta lỡ mà chúng ta mộng ác rồi thì chúng ta cũng nhớ, chúng ta cũng bình tâm lại, mà quán tưởng về nghiệp quả, quán tưởng về những cái chuyện để tâm từ mình nó đình lại, để chúng ta có một cái lối thoát, để chúng ta có một cái sự suy nghĩ tốt hơn, có một cái sự không có đời sống an lạc hơn. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái trả lời tạo lực của chính con. Nếu có cần gì bổ túc thì kính bạch thượng tọa. Năm bốn hai giây sa thủ cái chân thượng tọa chuẩn bị. Sư Nguyên Thông bây, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và Sư Nguyên Thông nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông trả lời cho cô thảo luận. Sư Nguyên Thông, chúng ta thấy rằng có một cái nhánh rất là phổ thông trong bối toán đó, gọi là đoán mộng hay là giải mộng. Yeah. Và ở trong kinh thì chúng ta nghe rất nhiều trường hợp mà một cái giấc mơ nào đó, một giấc mộng điềm mộng nào đó được đem ra giải thích tương đối chính xác, thì chúng ta có cần phải giải mộng không? Chúng ta có nên thắc mắc nhiều về những giấc mộng mà chúng ta ngủ, mỗi lần thấy cái gì đó mình nên cố gắng mình tìm hiểu cái đó là cái gì không, hay là cứ để kệ nó chim bao thì chim bao thôi? Xin thỉnh ý kiến của sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, và đảnh lễ chúng tăng trong đạo tràng. Kính thưa sư phụ, trong sách thầy có kể lại câu chuyện mà có vua Panisad, ông nằm mộng, ông thấy cái sự mà những cái người mà thân nhân của ông trong quá khứ có nhiều lần. Mà cái điều này con xin kể ra để cho chúng ta nhớ, để chúng ta là tại vì khi mà họ gia đình của thân nhân của vua Pasenadi làm trai tăng để mà cúng dường chư tăng và chư Phật thời đó, nhưng mà con cái thì khóc than rồi cha mẹ nhiều lần như vậy, cho nên tất cả những người đó bị đọa vào địa ngục rất gian rất lâu. Và cái ông Bà-đa-sa-đí đó, ông có những người bà la môn, ông nhờ người bà la môn đoán mộng, thì họ đoán mộng đóng tùm lum, thì nói là cái ngai vàng của ông là cái thỏa mãn của ông có thể bị nguy hiểm, rồi cái cần phải 100 đàn ông, 100 đàn bà, 100 dê, 100 bò, vân vân. Thì khi mà bắt tất cả những người đó để mà xử trảm đó, thì người ta la lối dung cùng, thì cái bà vợ là Malika mới hỏi chuyện gì như vậy, thì ổng mới thuật lại như vậy. Cái bạn mới nói rằng tại sao ở đây có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã biết quá khứ vị lai và thần thông quảng đại, tại sao không hỏi mà hỏi những người Ba La Môn vậy? Thì ông Vua Bánh Hệ Sa Đí mới nhớ lại rằng mấy bài học giảng nghĩa sao mà những người bị như vậy. Cho nên là Đức Phật an ủi Ngài, nói là Ngài không có gì cả, chỉ có những cái điều đó. Cho nên bây giờ chỉ có cúng dường chư tăng
Thì khi mà Ngài cúng dường chư Tăng, thì khi Đức Ngài vua Ba thì nghe lại tất họ đến Đức Phật, Đức Phật nói khi mà cúng dường như vậy là không có cúng dường giải, cho nên là làm một bài cúng dường nữa. Thì sau khi cúng dường nữa thì những người đó đã khỏe mạnh và thân thân đạt hoàng, mà có quần áo là chỉnh tề. Thì cái điều đó là do trong kinh nói ra. Thì chúng ta thấy rằng những kinh mà chúng ta đọc là những lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật nói chuyện giảng dạy đều là chân lý, đều là sự thật. Vì vậy cho nên cái lớp này là lớp Phật giáo Buddha Dhamma. Buddha Dhamma là pháp của Phật. Thành ra cái điều đó chỉ cho chúng ta thấy rằng sau đó thì ông vua Vasenadi thì nhờ bà hoàng hậu Mallika là người có hướng dẫn đúng hỏi, cho nên cái sự việc đã được giải quyết. Kính thưa sư vị, chưa sư phụ và đạo tràng, những cái mộng mị của chúng ta thì cũng có thể như là thượng tọa Tệ Quyền hồi nãy vừa giảng giải ra, nhưng mà phải có người có khả năng nhìn thấy cái quá khứ, nhìn thấy rõ tất cả tánh tướng thể dụng của những cái hiện tượng mà cái người bị nằm mộng đã nói ra, thì cái sự thật mới nói mới hiển bày cho cái người mà nằm mộng biết sự thật là những điều gì. Kính thưa sư phụ, con đã biết chỉ tới đây thôi, con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm cho con được rõ và đạo tràng hưởng được ký tự của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ cầm đỡ mai và con chân thành tri ân đã nghe. Con sư phụ. Sa thú. Xin chân sư Nguyên Thông. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là hôm nay lẽ ra chúng tôi là vị giảng sư chính, nhưng mà vì gián đoạn thật ra chúng tôi không có giảng bài này từ đầu chí cuối. Nhưng mà cũng rất là hoan hỷ là có Thượng tọa Từ Sư và một số chư vị giảng sư khác đã tiếp lời để giảng bài này, và chúng tôi chỉ xin tóm lại nhắc một vài điểm. Một phần đó rất liên quan đến thắng pháp, và một phần nữa thì phần lớn liên quan đến tính cách thực dụng. Khi mà chúng ta bàn về chiêm bao ở trong Phật giáo, nói một cách cụ thể thì chiêm bao có thể là một cái hiện tượng tuy rằng rất là ảo nhưng mà đã ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Những người sống bằng cái tâm phiền não nhiều đó, thì khi đi ngủ càng có nhiều ác mộng. Và chúng ta biết rằng người mà nhiều chiêm bao ấy, thì giấc ngủ không có sâu, không có khỏe. Thường khi mà chúng ta ngủ sâu, đi vào cái trạng thái của tiềm thức hoàn toàn đó, thì các cái thần kinh của chúng ta, các cái mắt thần chúng ta nó được thư giãn hoàn toàn. Nhưng mà với những người mà ngủ mà chiêm bao rất nhiều, hay là gặp những cái ác mộng đó, thì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của chúng ta và ảnh hưởng đến tâm thái. Và do vậy không nên nghĩ rằng chiêm bao là ảo, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà quả thật là nếu mà chúng ta chiêm bao nhiều thì giấc ngủ không có sâu, giấc ngủ không có ngon, và cái cơ thể của chúng ta lẽ ra được nghỉ ngơi ở trong lúc chúng ta ngủ, thì nhất chiêm bao mà chiêm bao thường xuyên, nhất người chiêm bao thường xuyên đó, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Mặc dù chiêm bao là một ảo giác cơ hồ như
là chúng ta không làm được gì. Tuy nhiên, có một số cái thói quen hay là có số sự tu tập, nó cũng giúp giảm thiểu đi sự chiêm bao. Nó không hoàn toàn tuyệt đối nhưng cũng giảm thiểu được. Lấy ví dụ là những lúc nào chúng ta sống mà càng có những cái cảnh xấu, những ấn tượng xấu đó, và thiếu ấn tượng tốt đó, thì chúng ta chiêm bao dễ thấy ác mộng. Tại vì chúng ta hiểu rằng chiêm bao là nó thường trạng lại những cảnh gì trong đời sống hàng ngày. Và do vậy cái người mà biết chăm sóc tốt đời sống tinh thần của mình trong cuộc sống hàng ngày cũng chăm sóc tốt cho cái tâm. Ví dụ như là nếu chúng ta biết trong văn hóa Phật giáo thường có những hình ảnh như là đền tháp tượng Phật cội Bồ Đề, hoặc giả là chúng ta sống gần với thiên nhiên, hoặc là chúng ta đọc kinh điển thôi. Ngày hôm nay thì con người chúng ta hay lơ là với điểm này. Chúng ta thích coi phim ảnh, nhất là phim kinh dị, phim hành động, hay hoặc giả là chúng ta tự đặt mình vào trong nhiều cái hoàn cảnh, và những hoàn cảnh nó cho chúng ta những cái ấn tượng tương đối là bất an. Thì khi chúng ta đi ngủ, những ấn tượng có thể tràn lại và khiến cho giấc ngủ bất an. Cái bất an mà trong đời sống hàng ngày thì tương đối khi chúng ta còn tỉnh thức, chúng ta có thể vận dụng cái lý trí để xua đuổi. Nhưng mà cái bất an ở trong chất chiêm bao đó, thì hầu như ít lắm. Do vậy chúng ta phải để ý về mặt này. Có tu tập chánh niệm và từ tâm á, dạ, thì đó là một cách cho chúng ta ngủ an lạc, nhất là tâm từ. Dạ, tâm từ cho chúng ta ngủ an lạc. Bởi vì tâm từ đó cho chúng ta tìm thấy sự thân thiện, và đặc biệt là hồi hướng cho chư thiên. Luôn luôn tin rằng có chư hộ trì, có chư thiên chung quanh thì chúng ta cảm thấy bình an để mà ngủ hơn. Thì như vậy là mặc dù khi mà mình nằm chiêm bao á, thì cái tâm cái ý chí của mình nó gần như là không có, tại nó sống thế giới ảo. Nếu nó có thì ít thôi. Tuy nhiên trước khi mà mình ngủ á, thì cái trạng thái tâm của mình nó có ảnh hưởng lúc chúng ta ngủ. Và thưa quý vị, chúng ta bước qua một điều khác á, là có rất nhiều nguyên nhân sanh ra chiêm bao, như là cảnh trạng lại, hay là do nghiệp, hay là do chư thiên, hoặc giả là do yếu tố của sức khỏe, như là bộ tiêu hóa, bộ bài tiết của chúng ta có những hoạt động. Như vậy thì không nên hoàn toàn tin rằng chiêm bao là một cái biểu hiện của tất cả những ẩn số về tương lai. Thật ra thì cũng có rất ít trường hợp chiêm bao là chư thiên báo. Thí dụ như là hai vị thư bu là Phalaka và Tapusa, khi mà đi ngang cội Bồ Đề, gần ngang Bồ Đề đảo Tràng, thì lúc đó Đức Phật ngày mới thành đạo, thì hai vị này Đức Phật thành đạo trong tuần lễ thứ sáu, thì hai tuần này trong lúc vũ gần đó đã được chư thiên vốn là quý thụ đời trước báo cho biết rằng có một vị chân sư ra đời ở dưới cội Bồ Đề, và hai người này đã tìm đến và cúng dường bữa cơm đầu tiên lên cho Đức Phật. Thì chuyện đó có xảy ra chứ không phải không xảy ra. Và bản thân của chúng tôi cũng có một vài lần có những cái linh cảm, nó không hẳn hoàn toàn giống như trên kia, nhưng khi chúng tôi chưa bao thấy về hỏi Hòa Thượng, thì Hòa Thượng cũng đưa ra một vài cái suy nghĩ của Hòa Thượng, và sau đó chuyện xảy ra thật. Thì thưa quý vị, với điều này thì chúng tôi từng cái giấc chiêm bao khi nó lại là một cái dự cảm, nó là một sự cảm ứng của những gì sắp xảy ra. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nhấn mạnh thêm một chữ gạch dưới, đó là chúng ta đừng quá làm lớn chuyện việc này, đặt niềm tin trọn vẹn về điểm này. Chúng tôi biết là có những người họ chuyên môn là cái gì họ thấy họ cũng đem ra họ bàn, chúng ta gọi là giải mộng. Và ở trong internet, nếu quý vị tìm, nó có những cái tập sách, và ở trong tiệm sách cũng có những tập sách họ làm một cái liệt kê, và kê mấy trăm thứ mà khi mình nằm chiêm bao, thí dụ thấy con chim là thế nào, thấy phân là thế nào, thấy nước chảy là thế nào, họ làm rất là rạch rồi. Thì những cuốn sách đó, những cái ghi chép đó, nó trở nên rất là nguy hiểm ở chỗ đó là nó cho người ta có cảm giác rằng
nhất định phải là như vậy, cố định phải là như vậy. Thì chúng tôi thưa rằng thường thường những cái cách đón chim bao này nó giống trường hợp ta người ta đón chim bao mà để mua số đề vậy đó. À, ngày xưa chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ ở trong trại lính đó, đây thân phụ chúng tôi đi lính và chúng tôi ở trại lính đó, thì người ta bán số đề đó. Thì có những người họ chuyên môn và tìm cách để bán những cái điểm chim bao, nằm mơ thấy cái này, nằm mơ thấy cái kia, rồi đâu phải nằm chim bao đoán trúng đâu. Thành ra thường thường những người mà đoán mộng để mà mua số đề á, thì cái tiền đã thua nhiều hơn là tiền ăn, và cũng có nhiều người cả đời không bao giờ thắng được cái gì hết. Dạ, thường thường là vậy. Nên chúng ta phải nhớ rằng học theo cái cách mà Đức Phật dạy là cái gì mình biết rõ mình nhận là biết rõ, cái gì mình không biết rõ mình nhận là không biết rõ. Và mình đừng có cả quyết là mọi thứ nó đều phải mọi thứ nó đều phải chắc chắn, phải cố định. Và thưa quý vị, điểm sau cùng và chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó là ở trong cuộc sống của chúng ta nó là một sự hỗn hợp giữa cái thật và cái ảo. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà so với chim bao thì nó thật, nhưng mà so với sự giác ngộ của chư Phật, của chư Thánh đệ tử, nó là ảo. Ví dụ như mình chấp vào đây là ta, là của ta, tự ngã của ta, thật ra nó cũng là ảo. Thì ngày xưa Tản Đà có biết câu thơ mà biết ai là tỉnh, biết ai sai. Có nhiều khi mình không biết là mình sai hay người khác sai, nhưng mà thật ra thì trong cái cuộc sống này đó, không biết ai là người sống trong mộng và ai là người tỉnh thức. Nhưng mà sự tỉnh thức, khi mà chúng ta nhìn vào sự đau khổ, khi mà chúng ta quan sát hơi thở ra vào, khi mà chúng ta ý thức được cái hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã, có thể nói rằng đó là những giờ phút chúng ta rời xa cho chúng ta xa ảo giác. Nhưng mà hiếm chừng đó, đa phần là chúng ta sống bằng ảo giác. Chúng tôi mong rằng đề tài về diễn kinh tâm chiêm bao không đơn thuần là một cái bài học mà mang tính cách những con số. Vì vậy chúng tôi rất là sợ quý vị chỉ hiểu bài học này dựa trên những cái biểu đồ từng sắc ra, mà chúng ta nên có cái nhìn tổng quát về cái hiện tượng này. Như vậy nó có lợi cho chúng ta nhiều hơn. Và đã là đoán thì không thể đoan chắc. Chúng tôi nhắc lại là đoán không thể đoan chắc, và không có gì chắc chắn trong việc đó hết. Tại cái nào mà mình không biết, mình đừng đoán mò. Đoán mò giống như là mình uống thuốc mà mình nghe người ta nói người bậy này bậy kia, mình uống hết có bữa là nó phản tác dụng. Chúng ta phải coi chừng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường Chư Tôn Đức đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai chúng ta sẽ có giáo trình tương ứng bộ do Thượng Tọa siêu giảng. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Nhờ sa thú lên thầy. Hôm nay tập anh nhà xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức Đà Lạt kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yang kincir kusala kama kata bagi yang mana kaya nawa jama nasadi dasi sukatan katang ye tapa sanyino arti ye jasa ta sanyino katang bu ye palang mai an sape pakai pawan tu te ye